Thưa quý vị và các bạn, khi tái lập tỉnh Hưng Yên năm 1997, lĩnh vực công nghiệp và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh còn sơ khai, tỷ trọng công nghiệp còn thấp trong cơ cấu kinh tế bởi chưa hình thành các khu cụm công nghiệp và các nhà đầu tư vào địa bàn còn ít. Năm 1997, tỉnh Hưng Yên chỉ có 46 doanh nghiệp dự án, trong đó có 5 dự án đầu tư tỉnh ngoài và 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 48,5 triệu đô la Mỹ. Diện tích mặt bằng sử dụng là 14,5 ha. Các doanh nghiệp khi đó chủ yếu sản xuất may mặc, giày da, chế biến nông sản, phần lớn dây chuyền sản xuất lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ, năng suất thấp, chất lượng kém, hiệu quả kinh tế chưa cao. Có 13 doanh nghiệp nhà nước, 19 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, 9 doanh nghiệp tư nhân, 8 công ty trách nhiệm hữu hạn, trên 13.000 cơ sở công nghiệp cá thể, ngành nghề và làng nghề tập trung ở thị xã Hưng Yên, huyện Mỹ Văn, sau này là các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào và Yên Mỹ. Còn các huyện phía nam của tỉnh chưa có doanh nghiệp đầu tư. Trên dọc tuyến quốc lộ 5 chỉ có một số doanh nghiệp ở huyện Văn Lâm, còn lại vẫn là những cánh đồng lúa. Các doanh nghiệp tạo việc làm cho 35.000 lao động, giá trị sản xuất công nghiệp mới đạt hơn 500 tỷ đồng. Tỷ trọng sản xuất công nghiệp chỉ đạt gần 15% trong tổng cơ cấu cả nền kinh tế của tỉnh. Sau 25 năm công nghiệp, xây dựng chiếm trên 62%. Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trên 2.000 dự án, trong đó trên 1.500 dự án trong nước, gần 500 dự án đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký 244.000 tỷ đồng và gần 6 tỷ đô la Mỹ, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 18 vạn lao động và đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 7.000 tỷ đồng. Tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch 15 khu công nghiệp tập trung với quy mô gần 4.000 ha, có 7 khu công nghiệp đi vào hoạt động với gần 500 doanh nghiệp tạo việc làm cho trên 70.000 lao động.